được phân chia thành hai cái loại. Cái loại thứ nhất chúng ta gọi là tế bào thần kinh chính thức, hay chúng ta vẫn hay gọi là các neuron thần kinh của chúng ta đấy, đúng không ạ? Thì chính những cái tế bào này nó mới thực hiện được các chức năng thần kinh của chúng ta. Còn cái nhóm thứ hai đó là nhóm tế bào thần kinh đệm. Thì với những cái tế bào thần kinh đệm này, nó thực hiện cái chức năng là gì ạ? Đệm đỡ, nâng đỡ, bảo vệ, dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh chính thức của chúng ta. Như vậy là các tế bào thần kinh đệm nó sẽ không tham gia thực hiện chức năng thần kinh. Được không ạ? Thế vậy thì bây giờ một bạn nhắc lại cho cô là với cái cấu trúc chung của một cái tế bào thần kinh chính thức hay là cái neuron thần kinh của chúng ta ấy, thì nó sẽ có cấu trúc những cái, có cái cấu tạo những cái phần như thế nào. Cái phần này hình như là trước kia chúng ta đã mô tả ở học chương trình học phổ thông rồi đúng không ạ? Nào mời bạn mô tả lại cho cô xem nào. Nào bạn nào trong lớp xung phong nào. À, cái phần thứ nhất của một cái tế bào thần kinh chính thức đó là phần gì đây ạ? Các bạn quan sát trên cái hình ảnh này, các bạn thấy phần cô tô màu không ạ? Phần thân neuron Thân ạ. neuron à? Thân tế bào thần kinh hay còn gọi là thân neuron. Vậy thì chúng ta quan tâm đến cái thân neuron này vì sao? Vì với lại cái cấu trúc của phần thần kinh chúng ta ấy, thì cái thân neuron này nó sẽ tạo thành cái phần gì của thần kinh ạ? Đối với thần kinh thì chúng ta thường nói phần chất xám, phần chất trắng, đúng không ạ? Vậy thì cái phần thân neuron này nó sẽ tạo thành cái phần gì ạ? Phần rất xám ạ. À, phần chất xám. Như vậy có nghĩa là tí nữa khi chúng ta mô tả về cái phần chất xám của hệ thần kinh thì đó chính là do thân của các tế bào thần kinh chính thức tạo thành. Và những cái tế bào thần kinh mà có cùng một chức năng, thân của nó sẽ tập tụ hợp lại với nhau để tạo thành những cái cấu trúc mà chúng ta gọi là các nhân này. Đúng, chúng ta gọi là các vùng định khu chức năng này, những cái vùng chức năng này, vân vân, đúng không ạ? Vì sao? Vì bản thân cái thân tế bào thần kinh này nó sẽ thực hiện cái chức năng là gì ạ? Tiếp nhận thông tin, tổng hợp thông tin, xử lý thông tin, đúng không ạ? Thế còn phần thứ hai, đây, cái phần này là phần gì đây các bạn? Chúng ta gọi là sợi trục thần kinh, đúng không ạ? Phần sợi trục thần kinh này nó có chức năng chính là gì ạ? À? Dẫn truyền các sung thần kinh từ tế bào này đến tế bào khác hoặc từ tế bào đến cơ quan đáp ứng. Hoặc là dẫn truyền thần kinh từ ngoài vào trong, vân vân đúng không ạ? Vậy thì bản thân cái sợi trục này nó sẽ cấu trúc hay là cấu tạo nên cái phần nào của hệ thần kinh chúng ta? Chắc chắn ạ. À, thành cái phần chất trắng. Vậy thì khi nói về cái phần chất trắng thì có nghĩa là chúng ta sẽ nói về cái gì ạ? Các cái tế bào, các cái thân tế bào cùng chức năng nó sẽ tụ hợp lại với nhau để tạo thành những cái nhân, để tạo thành cái vùng định khu chức năng. Vậy thì các cái sợi trục cùng chức năng với nhau nó sẽ hợp lại với nhau để tạo thành cái gì ạ? Các cái gì các bạn nhỉ? Cũng phản xạ. Các cái bó dẫn truyền thần kinh, chúng ta có bó dẫn truyền vận động, chúng ta có bó dẫn truyền cảm giác nông, có bó dẫn truyền cảm giác sâu, vân vân. Vậy thì những cái sợi trục của các tế bào thần kinh cùng một cái chức năng như vậy nó sẽ hợp lại với nhau để tạo thành những cái bó dẫn truyền. Thế như vậy có nghĩa là với phần thần kinh của chúng ta ấy, khi nói đến phần chất trắng có nghĩa là chúng ta nói đến các bó dẫn truyền, đúng không ạ? Được chưa ạ? Đấy là về cái phần thứ nhất, đó là phần đại cương. Thì với cái tế bào thần kinh chính thức thì yêu cầu các bạn nắm được cho cô phần thân và phần sợi trục. Thế ngoài ra còn một cái phần nữa, các bạn nhìn thấy những cái sợi đi từ thân ra đây này, chúng ta gọi đây là những cái sợi tua gai. Những cái sợi này nó cũng tham gia cấu trúc nên cái phần, cùng với lại thân tham gia cấu trúc nên cái phần chất xám của hệ thống thần kinh chúng ta. Được chưa ạ? Nào.
Vậy thì các tế bào thần kinh này nó hoạt động dựa trên chủ yếu đó là các cung phản xạ. Chúng ta có cung phản xạ đơn giản hay còn gọi là cung phản xạ tùy sống. Đây là cái phản xạ rất là đơn giản. Vì sao ạ? Vì nó chỉ có hai tế bào thần kinh tham gia. Một tế bào dẫn truyền vào đến tủy sống. Tại tủy sống ngay lập tức diễn ra xảy ra cái đáp ứng. Đấy là cái neuron tủy sống. Và cái neuron đáp ứng này nó sẽ dẫn truyền đi ra ngoài đến cơ quan đáp ứng của chúng ta. Cô lấy ví dụ như thế này. Ví dụ, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy một cái kim, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đang khâu quần áo, đúng không ạ? Thế chẳng may khi chúng ta đang khâu thì chúng ta chọc ngay cái kim của chúng ta vào cái gì ạ? Vào cái ngón tay của chúng ta chẳng hạn. Vậy thì cái phản xạ của chúng ta là gì ạ? Phản xạ của chúng ta là gì nhỉ? Mình sẽ là rút tay lại. À, một là rụt tay lại, hai là bỏ cái kim ra, ba là bỏ cái chỗ quần áo mà chúng ta đang khâu ra, đúng không ạ? Đấy chính là cái phản xạ. Và phản xạ này chúng ta có thời gian để chúng ta ngồi nghĩ để chúng ta đưa ra được những cái hành động phản xạ đấy không ạ? Không ạ, em nghĩ À, đây chúng là không được hiện. chúng ta không kịp làm cái gì cả, không kịp nghĩ, không kịp cái gì cả. Tức là gì ạ? Có kích thích vào và có đáp ứng, tức là phản xạ này xảy ra ngay lập tức, đúng không ạ? Thì đây là những cái phản xạ mà nó rất là đơn giản và rất là nhanh như vậy. Thế còn cái chủ yếu trong cái cơ thể của chúng ta để cái đáp ứng cái để cho cơ thể của chúng ta đáp ứng được trong cái điều kiện sống môi trường vân vân, trong những cái thay đổi của môi trường xung quanh hoặc là trong thay đổi bản thân trong cơ thể chúng ta, thì chủ yếu cái cơ thể của chúng ta thần kinh chi phối bởi cái cung phản xạ thứ hai, đó là cái cung phản xạ phức tạp. Tức là gì ạ? Có một tế bào thần kinh dẫn cái kích thích đi vào, đúng không ạ? Đây, dẫn kích thích đi vào. Sau đó các kích thích này nó sẽ được dẫn truyền từ vùng nọ đến vùng kia, tức là có cái sự liên hợp giữa vùng nọ với vùng kia. Sau đó sẽ có cái tế bào tổng hợp phân tích và sau đó cuối cùng mới đưa ra được cái đáp ứng. Tức là gì ạ? Tức là với cung phản xạ phức tạp này nó có cái sự tham gia của ít nhất là 3 tế bào thần kinh. Được chưa ạ? Thì đấy chúng ta gọi là cung phản xạ phức tạp, chủ yếu cơ thể của chúng ta dựa trên cái cung phản xạ này. Một cái khái niệm tiếp theo đó là màng thần kinh. Nào, các bạn đã được nghe tới những cái loại màng thần kinh nào rồi? Các bạn có thể cùng nhau trao đổi với cô và các bạn. Nào, chúng ta nghe được những cái màng nào rồi ạ? Màng À, màng nhện. màng cứng ở tủy sống. Các bạn có nhìn thấy cái PowerPoint của cô không? Các bạn nhìn thấy không? Quán nghe rồi ạ. Rồi, rồi. Nào, thứ nhất là chúng ta có màng cứng, đúng không ạ? Một bạn vừa nói là màng nhện, đúng không ạ? Còn gì nữa không? À, màng mềm hay còn gọi là màng nuôi, đúng không ạ? Như vậy tính từ ngoài vào trong chúng ta có ba cái màng, đó là màng cứng, màng nhện và màng nuôi. Vậy thì ở não cũng tương tự như vậy và ở tủy sống cũng tương tự như vậy. Được chưa ạ? Thế thì ở não thì chúng ta thấy là như này. Cái màng cứng là chính là cái dải màu xám ở đây này. Đây, ở màng cứng có cái đặc điểm là gì ạ? Màng não cứng có cái đặc điểm là gì ạ? Nó sẽ tách ra những cái chẽ này nó sẽ lách sâu vào những cái khe liềm bán cầu để hình thành nên một số những cái cấu trúc của màng cứng. Ví dụ như là liềm đại não, ví dụ như là lều đại não để ngăn cách các phần của bán cầu đại não hoặc là ngăn cách giữa đại não và tiểu não, vân vân. Thứ hai đó là gì ạ? Tại một số những cái vùng thì hai chẽ của màng cứng này nó sẽ tách đôi ra để hình thành nên một cái khoang. Cái khoang này để làm gì ạ? Để chứa máu tĩnh mạch ở đây, chúng ta gọi đây là các xoang tĩnh mạch sọ. Thế chính vì vậy chúng ta thấy là các xoang tĩnh mạch sọ có cấu trúc bởi cái màng cứng và nó khác biệt hoàn toàn so với lại cái thành mạch máu của chúng ta, đúng không ạ? Chính vì vậy tổn thương các xoang tĩnh mạch sọ này nó khác so với lại tổn thương cái thành mạch của chúng ta.
Thường là tổn thương các xoang tĩnh mạch sọ này sẽ như nào ạ? Máu chảy ra rất nhiều, khó cầm, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là cái màng nhện. Cái màng nhện này ở não bộ chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Tại những cái vị trí gần với xoang tĩnh mạch sọ, nó sẽ hình thành nên những cái hạt màng nhện. Cái hạt màng nhện này nó có cái chức năng là gì ạ? Do nó lấn sâu vào cái xoang tĩnh mạch sọ, và bản chất cái hạt màng nhện này đó chính là do những cái mạch máu tăng sinh ở đây. Nó giống như là những cái cuộn mạch nó ấn vào trong các xoang tĩnh mạch sọ. Như vậy cái cuộn mạch này nó sẽ trao đổi cùng với lại các xoang tĩnh mạch sọ để làm gì ạ? Để làm cho cái dịch não tủy trong cái khoang dưới nhện này này, thông qua các hạt màng nhện này nó được trao đổi với xoang tĩnh mạch sọ, làm cho cái dịch màng nhện, à xin lỗi, dịch não tủy của chúng ta luôn luôn được khẳng định về cả số lượng và cả chất lượng thông qua cái trao đổi này. Được chưa? Trên hình ảnh này các bạn nhìn thấy có cái hình mũi tên từ cái hạt màng nhện vào các xoang tĩnh mạch sọ đây, đúng không ạ? Được chưa? Và màng cuối cùng đó chính là màng nuôi. Màng này là màng rất là mỏng, che phủ bề mặt bán cầu đại não, che phủ bề mặt não bộ của chúng ta. Và ở màng nuôi này thì cũng có rất là nhiều những cái nhánh mạch máu. Chính vì vậy những cái tổn thương ở cái màng mềm này, tổn thương não bộ, tổn thương màng mềm này gây chảy máu rất là nhiều. Vì nó gây rách những cái tổn thương những cái mạch máu này. Thế còn ở tủy sống thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy, ngoài cùng là màng cứng, trong là màng nhện và trong cùng là màng nuôi. Và giữa ba cái lớp màng này nó sẽ hình thành nên các khoang. Ở ngoài màng cứng thì chúng ta có khoang ngoài cứng. Chúng ta đã bao giờ nghe thấy là tụ máu ngoài màng cứng chưa ạ? Máu tụ ngoài màng cứng chưa ạ? Sau này đi lâm sàng thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái trường hợp máu tụ ngoài màng cứng, được chưa ạ? Thứ hai đó là xoang dưới cứng, tức là khoang giữa màng nhện và màng màng cứng. Đây, khoang dưới cứng. Tiếp theo nữa đó là khoang dưới nhện. Cái khoang này là khoang chúng ta cần quan tâm đây. Trên hình ảnh bên này chúng ta thấy là cái khoang dưới nhện màu xanh xanh này đây. Khoang này nó chứa cái gì? Nó chứa dịch não tủy. Vậy thì cái chức năng của dịch não tủy là gì ạ? Nó giống như là một cái chất dịch bảo vệ, quây bọc xung quanh cái bán cỡ cái não bộ của chúng ta và tủy sống của chúng ta để làm gì ạ? Bảo vệ, làm giảm cái lực tác động khi có những cái chấn thương vào não và vào hộp sọ và vào tủy sống. Ngoài ra thì cái dịch não tủy này nó còn có một cái chức năng nữa để bảo vệ cho não bộ, hệ thống thần kinh của chúng ta, đó chính là cái chức năng hình thành nên hàng rào máu dịch não tủy. Dạ, đấy là cái các màng. Thế còn lại về phân chia thần kinh thì dựa vào chức năng người ta sẽ phân chia thành hai cái loại thần kinh, đó là thần kinh thực vật và thần kinh động vật. Vậy thần kinh thực vật là gì ạ? Là phần thần kinh chi phối cho cái gì? Phần này ở hầu hết các hệ cơ quan chúng ta đều nói tới. Thần kinh thực vật chi phối cho cái gì các bạn nhỉ? Các cái gì ạ? Hệ nội tiết ạ. Hệ nội tiết. Nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chi phối cho cái gì ạ? Trước kia chúng ta ví dụ chúng ta mô tả là tim, phổi của chúng ta được chi phối bởi hệ thống thần kinh thực vật. Chính là cái đám rối phổi, đúng không? Tim, chúng ta có đám rối tim. Ở bụng thì chủ yếu chúng ta có đám rối dương hay còn gọi là đám rối tạng. Từ đám rối tạng này nó sẽ tách thành những cái đám rối nhỏ là đám rối mạc treo tràng trên, đám rối mạc treo tràng dưới, đám rối thận, đúng không? Đám rối hạ vị vân vân. Thế thì đây là những cái đám rối thực vật. Có nghĩa là gì ạ? Chủ yếu cái thần kinh thực vật của chúng ta đó là phần chi phối cho các tạng và các tuyến trong cơ thể của chúng ta. Thế còn lại, vậy có nghĩa là gì ạ? Chi phối cho tạng và tuyến có nghĩa là cái phần thần kinh thực vật này hoạt động không theo ý muốn của cơ thể chúng ta. Người ta còn gọi đây là cái thần kinh tự chủ. Thế còn lại đó là thần kinh động vật, tức là phần thần kinh chi phối theo cái hoạt động của chúng ta, theo cái ý muốn của chúng ta. Chính là phần thần kinh chủ yếu chi phối cho các cơ bám xương. Chính là gì ạ? Các cơ vân của chúng ta vậy. Còn lại, nếu mà phân chia theo phân bố thì người ta sẽ phân chia thành hệ thống thần kinh trung ương và hệ thống thần kinh ngoại biên. Trung ương là gì ạ? Là phần nằm trong hộp sọ và trong ống sống. Thì tất cả những cái phần thần kinh nằm trong hộp sọ và ống sống chúng ta gọi là thần kinh trung ương.
Còn lại tất cả những cái phần thần kinh nằm ngoài hộp sọ và ống sống chúng ta gọi là thần kinh ngoại biên. Như vậy cái thần kinh ngoại biên của chúng ta chủ yếu đó là các dây thần kinh, đúng không ạ? Thì trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về hệ thống thần kinh của chúng ta theo cái cách phân chia, theo cái sự phân bố của thần kinh. Đó là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Vậy thì thần kinh trung ương của chúng ta bao gồm những cái gì? Thì trên cái hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy được cái sơ đồ cấu trúc của toàn bộ cái phần thần kinh trung ương của chúng ta. Bao gồm có thứ nhất đó là cái tủy sống. Đây là tủy sống. Tiếp theo tủy sống chúng ta có thân não. Đây là thân não. Phía trên thân não thì chúng ta có cái gian não. Phía trên cùng lớn nhất chúng ta có đoan não hay còn gọi là bán cầu đại não. Còn ở phía sau dưới của thân não và bán cầu đại não chúng ta có cái tiểu não. Như vậy là tủy sống, thân não, gian não, đoan não và tiểu não chúng ta gọi là phần thần kinh trung ương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lần lượt mô tả từng cái phần một. Nào, thứ nhất là tủy sống. Nhìn trên hình ảnh này các bạn thấy vị trí của nó như thế nào ạ? Nói về một cái cơ quan, một cái thành phần chúng ta nói đến cái vị trí. Nào, vậy thì vị trí của nó như nào? Tủy sống là phần nằm ở đâu ạ? Nằm trong cuộc sống, trong ống sống. À, trong cuộc sống của chúng ta nó có một cái ống được hình thành bởi các lỗ đốt sống chập lại với nhau, đúng không ạ? Thành một cái ống chúng ta gọi là ống sống. Vậy thì nhìn trên hình ảnh này các bạn nhìn thấy là tủy sống và ống sống của chúng ta có mối tương quan như thế nào? Hay nói cách khác là dễ hiểu hơn là gì ạ? Chiều dài của tủy sống và ống sống như thế nào? Tủy sống ngắn hơn ống sống ạ. À, tủy sống ngắn hơn ống sống có nghĩa là tủy sống tận hết ở cao, đúng không ạ? Ngang mức với khoảng độ đốt sống thắt lưng số 1 hoặc là khe giữa đốt sống thắt lưng 1 và 2. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là từ đốt sống thắt lưng 2 trở xuống thì không còn tủy sống nữa. Chính vì đặc điểm như vậy cho nên người ta thường áp dụng chọc giò dịch não tủy ở dưới đốt sống thắt lưng 2. Đúng không ạ? Các bạn nghe thấy người ta chọc giò dịch não tủy bao giờ chưa ạ? Rồi. Vậy thì khi chọc giò tại cái vùng này nó sẽ không làm tổn thương đến cái tủy sống của chúng ta. Vì ở đây nó chỉ có các dây thần kinh sống đi xuống dưới thôi. Chúng ta gọi cái dây thần kinh sống này là bó đuôi ngựa. Đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất liên quan đến vị trí. Cái thứ hai liên quan đến vị trí của tủy sống là gì ạ? Vì tủy sống nằm trong ống sống, vậy thì với những cái tổn thương của cái ống sống, ví dụ như là gì ạ? Chấn thương làm vỡ các đốt sống của chúng ta này, đúng không? Ví dụ như là thoái hóa đốt sống này, ví dụ như là gì ạ? Thoát vị đĩa đệm giữa các đốt sống này, vân vân. Thì tất cả những cái trường hợp này đều làm cho ống sống của chúng ta bị làm sao ạ? Ống sống bị tổn thương, đúng không ạ? Vì bản thân ống sống nó được hợp lại bởi các cái đốt sống tạo thành mà, đúng không? Chính vì vậy tất cả những trường hợp có chấn thương hay là có tổn thương ở cái ống sống này đều có thể gây tổn thương đến tủy sống. Tổn thương này có thể nặng nhẹ tùy từng trường hợp, đúng không ạ? Đấy là phần thứ nhất là về vị trí. Nào, thứ hai về hình thể. Người ta mô tả cái tủy sống của chúng ta hình trụ. Hình trụ gồm có bốn mặt. Trên hình ảnh này chúng ta nhìn thấy mặt trước. Đây, mặt trước hướng ra phía trước. Còn bên này là chúng ta gọi là mặt bên. Phía sau thì nó có một mặt nữa gọi là mặt sau. Trên cái hình cắt ngang qua tủy sống thì chúng ta cũng thấy được hình ảnh này. Đây là mặt trước, mặt sau và hai mặt, mặt bên. Vậy thì ở các mặt này nó có cái gì? Nó sẽ có các cái khe và rãnh. Ở đây chúng ta có ở mặt trước và mặt sau nó sẽ có rãnh giữa trước và rãnh giữa sau. Đây là rãnh giữa trước này. Đây là rãnh giữa sau này. Chúng ta nhìn thấy rãnh giữa trước như nào ạ? So với rãnh giữa sau chúng ta có nhận biết được không ạ? Có ạ, nó sâu hơn ạ. À, nó sâu hơn đúng không ạ? Chính vì vậy chúng ta nhìn thấy đây này, nó đi rất là sâu đúng không ạ? Cho nên đây là rãnh giữa trước, đây là mặt trước của tủy sống. Tương tự như vậy đây là mặt trước. Ở hai bên rãnh giữa thì chúng ta có các rãnh bên. Đây là rãnh bên trước, đúng không ạ? Còn phía sau này chúng ta cũng có rãnh bên sau. Và ở các rãnh bên này chúng ta nhìn thấy này, nó có các rễ của dây thần kinh sống thoát ra. Thoát ra ở rãnh bên trước thì có rễ trước. Còn ở đây này, thoát ra từ rãnh bên sau thì chúng ta sẽ có rễ sau.
Và hai cái rễ trước và sau này hợp lại với nhau mới tạo thành dây thần kinh sống của chúng ta. Được chưa ạ? Đấy là về hình thể ngoài. Thế còn về cấu trúc hay là về cấu tạo? Ban nãy chúng ta đã nói rồi, cấu tạo của hệ thần kinh gồm có hai phần chính, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó là gì các bạn nhỉ? Xám và đất trắng. Đúng rồi, chất xám và chất trắng. Vậy thì ở tủy sống, chất xám này nó sẽ nằm phía bên trong. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nằm phía bên trong hình chữ H hay là hình cánh bướm. Ở chính giữa có một cái lỗ, chúng ta gọi đây là lỗ tâm tủy. Và cái chất xám này nó chúng ta nhìn thấy nó giống như là có mỗi bên chất xám giống như là có hai sừng đúng không ạ? Sừng trước đây, sừng sau. Thì tại cái chất xám này chúng ta nói rồi đúng không ạ? Tập hợp các thân tế bào thần kinh. Và những cái thân tế bào thần kinh cùng chức năng này nó sẽ tập hợp lại với nhau để tạo thành những cái nhân hay là những cái vùng định khu chức năng. Thì ở tủy sống này chúng ta sẽ có những cái nhân. Thì đối với lại cột trước thì các cái tế bào này chủ yếu đó là các tế bào vận động cho nên chúng ta có những cái nhân vận động. Như vậy tương tự ở sừng sau thì nó chủ yếu đó là có các cái thân của các tế bào có chức năng cảm giác cho nên sừng sau chúng ta gọi là sừng cảm giác. Ngoài ra một số bạn thì còn có cả sừng thực vật. Được chưa? Sừng thực vật hay chúng ta còn gọi đây là sừng bên. Thế còn về chất trắng, ban nãy chúng ta nói rồi bản chất chất trắng đó chính là cái gì ạ? Các cái sợi trục của các tế bào thần kinh cùng chức năng nó sẽ tạo thành cái gì ạ? Tạo thành bó. À, tạo thành các bó dẫn truyền thần kinh, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là ở tủy sống này, cái phần chất trắng này nó bao bọc xung quanh cái phần chất xám. Và do nó có những cái khe và những cái rãnh ở bề mặt của tủy sống sẽ chia cái chất trắng của chúng ta thành ba vùng. Vùng thứ nhất chúng ta gọi là cột trước hay chúng ta gọi đây là thừng trước. Thì đối với lại cái vùng cột trước này chủ yếu ở đây nó có các bó dẫn truyền vận động đi qua. Được chưa ạ? Các bó dẫn truyền vận động thì sẽ dẫn truyền từ trên não bộ xuống tủy sống sau đó đi ra ngoài theo dây thần kinh sống để đáp ứng đến cơ quan đáp ứng. Đúng không ạ? Tương tự như vậy chúng ta có thừng bên hay chúng ta còn gọi đây là cột trắng bên. Vùng này thì nó có cả các bó dẫn truyền vận động, có cả các bó dẫn truyền cảm giác. Cho nên cái cột bên này chúng ta còn gọi đây là cột hỗn hợp. Cột trước chúng ta gọi là cột vận động. Tương tự như vậy thì cột sau của chúng ta sẽ là cột cảm giác vì nó chỉ có các bó cảm giác thôi. Chủ yếu là các bó cảm giác thôi. Được chưa ạ? Còn các bó này là những bó gì, tên nó như thế nào, chức năng của nó là gì thì phần này các bạn có thể tham khảo thêm trong giáo trình. Đối với học phần này thì chúng ta không đi sâu quá vào những cái phần cấu trúc này. Được chưa ạ? Chúng ta chỉ cần biết là nó có phần chất trắng là cái gì, phần chất xám là cái gì. Chất trắng thì nằm ở chỗ nào, chất xám thì nằm ở đâu. Thế còn sang cái mô đun tiếp theo của chúng ta mô tả về cái đường dẫn truyền thần các đường dẫn truyền thần kinh, cấu trúc của hệ thống thần kinh thì lúc đó chúng ta sẽ mô tả sâu về những cái bó này. Được chưa ạ? À, phần thứ hai đó là thân não. Vậy thì vị trí của thân não nằm ở đâu ạ? Đây, các bạn quan sát trên hình ảnh này chúng ta thấy thân não nằm ở đâu? Trong hộp sọ. À, đúng rồi. Đây là hộp sọ của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy là thân não nó sẽ chui, ví dụ là tủy sống này nó sẽ chui qua một cái lỗ chúng ta gọi là lỗ chẩm, đây là lỗ chẩm đây. Và bắt đầu từ lỗ chẩm này đi sẽ liên tiếp với thân não. Như vậy ranh giới giữa thân não và tủy sống đó chính là cái lỗ chẩm này. Đúng không ạ? Vậy thì thân não khi bóc tách ra thì người ta sẽ được cái hình ảnh như thế này. Người ta chia thân não thành 3 phần, đó là phần hành não. Phần thứ hai đó là cầu não. Và phần thứ ba đó là trung não. Ranh giới giữa ba cái phần này nó sẽ có những cái khe ngang, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây những cái khe ngang. Thì giữa hành não và cầu não chúng ta có rãnh hành cầu, đây là những cái rãnh ngang. Chúng ta gọi là rãnh hành cầu. Còn giữa cầu não và trung não, ở đây cô cũng nói luôn là trung não người ta còn gọi đây là cuống não. Chính vì vậy ranh giới giữa cầu não và trung não hay là cuống não chúng ta gọi đây là rãnh cầu cuống. Được chưa ạ? Thế thì với mỗi cái phần này, vùng này chúng ta mô tả cái gì? Thì đối với hành não, chúng ta nhìn thấy cấu trúc của nó vẫn gần giống như tủy sống, đúng không ạ? Gần giống. Tức là gì ạ? Tức là nó vẫn có rãnh giữa, nó vẫn có rãnh bên, đúng không? Chỉ có điều là nó hơi thay đổi một chút là gì ạ?
ở cái rãnh bên trước này này, nó chạy trước chám hành, cái chỗ lồi lồi này này, chúng ta gọi là chám hành. Cho nên rãnh bên trước chúng ta gọi là rãnh trước chám. Như vậy có nghĩa là rãnh bên sau thì chúng ta sẽ gọi là rãnh sau chám, đúng không ạ? Và ở trong cái rãnh này nó sẽ có các dây thần kinh sọ thoát ra. Rãnh trước chám thì có dây 12, rãnh sau chám thì có dây thần kinh sọ số 9, dây số 10, dây 11, được chưa ạ? Liên tiếp từ cột trước, từ tủy sống đi lên, đây là đây ở dưới tủy sống thì chúng ta gọi là cột trắng trước hay là thừng trước, đúng không ạ? Thì lên đến hành não này nó sẽ tạo thành cái tháp trước, vì ở đây chủ yếu đó là các sợi của bò tháp. Trong rãnh hành cầu sẽ có các dây thần kinh sọ thoát ra, nếu chúng ta tính từ trong ra ngoài đó là dây thần kinh sọ số 6, 7, 7 phẩy và dây sọ số 8. Còn cầu não thì chúng ta nhìn thấy cái hình thể của nó khác biệt hơn, đúng không ạ? Ở giữa cầu não có một cái rãnh chạy dọc, đó chính là rãnh nền. Ở đây nó sẽ có cái động mạch thân nền nằm ở đây. Từ mặt trước sang mặt bên thì nó có một cái vùng ranh giới, và tại cái chỗ ranh giới này nó có dây thần kinh sọ số 5 thoát ra. Ở mặt trước của trung não thì chúng ta nhìn thấy rất rõ hai cái cột chất trắng. Đây là hai cột chất trắng, giống như hai cái cột trụ ấy, chúng ta gọi giống như hai cái chân ấy, chúng ta gọi đây là chân cuống đại não. Đây, chân cuống đại não. Giữa hai chân cuống đại não thì chúng ta có cái khoang thủng sau. Trên cái khoang thủng sau này có củ núm vú hay chúng ta gọi là thể vú. Trên đó có củ phễu và cuống của tuyến yên. Tuyến yên người ta cắt đi rồi cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần cuống của nó thôi. Còn dọc theo bờ trong của cái cột trắng của cái chân cuống đại não này thì chúng ta thấy có dây thần kinh sọ số 3 thoát ra. Đây là dây thần kinh sọ số 3. Dạ, đây là mặt trước. Thế còn hình ảnh mặt sau của thân não như thế nào? Thì trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái mặt sau của nó. Mặt sau thì đối với lại hành não thì nửa dưới gần giống như tủy sống, tức là để cũng có rãnh giữa sau, cũng có rãnh bên sau. Chỉ có điều đây là chám hành, cho nên rãnh bên sau gọi là rãnh sau chám, đúng không ạ? Thế còn cái phần cột sau này này, nó có một cái rãnh trung gian ngăn cách ở giữa chia thành hai phần. Phần phía trong chúng ta gọi là tháp sau, phần phía ngoài gọi là thể thừng. Hay chúng ta còn gọi đây là củ thon và phía ngoài này là củ chêm. Củ thon ở bên trong, củ chêm ở bên ngoài. Còn một phần nửa trên mặt sau của hành não và toàn bộ mặt sau của cầu não này, nó sẽ tạo thành hay là hình thành nên sàn hay nền của não thất 4. Nền của não thất 4 là gì ạ? Đó là một cái vùng được tạo thành bởi mặt sau của cầu não và một phần của cái hành não. Vậy thì đối với lại cái vùng này nó có những chi tiết nào đặc biệt? Thì chúng ta cũng có một cái rãnh ở chính giữa này này. Chúng ta có thể cũng có thể gọi đây là rãnh giữa, hay chúng ta còn có thể gọi đây là cái cán bút lông. Ở đây nó có những cái sợi ngang này này, chúng ta gọi đây là các cái vân thính giác. Chính là các cái sợi của dây thần kinh sọ số 8 đấy, đúng không ạ? Thì những cái vân thính giác này nó sẽ chia cái sàn não thất 4 thành hai nửa. Nửa trên, ngay cạnh hai bên rãnh giữa chúng ta có cái chỗ lồi nhất này này, chúng ta gọi đây là lồi tròn. Tương ứng với nhân của dây thần kinh sọ số 6. Nhưng một số sách thì gọi cái lồi này là lồi mặt. Vì sao ạ? Vì quay xung quanh, chạy vòng viền xung quanh nhân của dây 6 có dây thần kinh sọ số 7, làm cho chỗ này nó lồi to ra, cho nên chúng ta gọi đây là lồi mặt. Lồi mặt vì dây thần kinh sọ số 7 của chúng ta đó là dây thần kinh mặt. Phía ngoài lồi tròn chúng ta có một cái diện, chúng ta gọi là diện tiền đình. Ở đây nó sẽ có các cái nhân tiền đình nằm ở đây. Phía dưới của cái vân thính giác chúng ta sẽ thấy là có cái gì ạ? Có tam giác hạ thiệt, tương ứng với nhân của dây thần kinh sọ số 12, và tam giác lang thang tương ứng với nhân của dây thần kinh sọ số 10. Được chưa ạ? Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Ở mặt trước của cái thân não này thì chủ yếu mặt trước của thân não nó liên quan đến cái phần chất trắng là các bó dẫn truyền. Còn ở phía mặt sau này này, nó liên quan với các nhân, có nghĩa là gì ạ? Các nhân của cái vùng thân não này, các nhân của các dây thần kinh sọ này, nó bị đẩy lùi ra phía mặt sau của thân não. Chính vì vậy mặt sau của thân não chúng ta thấy là có những cái chỗ lồi lên như thế này, tương ứng với lại những cái nhân này, đúng không ạ? Thế còn ngoài ra thì phủ, che phủ phía mặt sau của cầu não chúng ta còn có ba đôi cuống tiểu não. Đó là cuống tiểu não trên, cuống tiểu não giữa và cuống tiểu não dưới.
Ba cuống tiểu não này chính là ba cái bó dẫn truyền hay là ba cái bó nối cái thân não của chúng ta với lại tiểu não. Như vậy thân não chúng ta có hành não, cầu não và trung não. Tương ứng chúng ta sẽ có ba đôi cuống tiểu não, đó là cuống tiểu não dưới, cuống tiểu não giữa và cuống tiểu não trên. Như vậy thì chúng ta đã biết được rằng là cuống tiểu não nào kết nối phần nào của thân não với tiểu não rồi, đúng không ạ? Tiếp, ở phía mặt sau của trung não chúng ta thấy là lồi lên có ba cái khối, chúng ta gọi đây là củ não sinh tư. Củ não tức là cái nó lồi lên thành một cái củ, nó có bốn cái gọi là củ não sinh tư, hay người ta còn gọi đây là cái lồi não. Và khi nói đến lồi não thì chúng ta không thể quên được cái thể gối của đồi thị. Vì sao ạ? Vì các cái củ não sinh tư hay là lồi não của chúng ta này được nối với lại các thể gối của đồi thị bởi các cánh tay liên hợp. Thì cái củ não sinh tư và cái thể gối của đồi thị này đây chính là các cái chặng dừng của đường thị giác và đường thính giác. Cho nên nói đến củ não sinh tư là phải nói đến thể gối của đồi thị và ngược lại. Trên của củ não sinh tư chúng ta có tuyến tùng và cuống tuyến tùng. Đây là tuyến, còn đây là cuống của tuyến tùng. Dưới củ não sinh tư thì có hãm van vias sang. Và ở hai bên của cái hãm này có dây thần kinh sọ số 4 thoát ra. Đây là dây 4 của chúng ta. Mặt bên của thân não chúng ta thấy là mặt bên của thứ nhất là mặt bên của hành não, chúng ta nhìn thấy cái gì đây ạ? Có cái trám hành, đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta có rãnh trước trám và rãnh sau trám. Mặt bên của cầu não thì bắt đầu thuôn liên tiếp từ mặt trước, sau đó thuôn nhỏ dần. Bắt đầu tính từ cái nơi phát sinh ra của dây thần kinh sọ số 5. Thuôn nhỏ dần để hình thành nên cuống tiểu não giữa. Còn lại mặt bên của trung não thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái gì đây ạ? Cái chân cuống đại não của chúng ta, đúng không ạ? Về cấu trúc hay là hình thể trong gồm có hai phần là chất xám và chất trắng, đúng không ạ? Vậy thì phần chất xám ở bán cầu ở phần chất xám ở thân não nó là cái gì? Đó chính là nhân của các dây thần kinh sọ. Và bản chất nhân của các dây thần kinh sọ này chính là cái phần chất xám liên tiếp với lại các cột nhân từ tủy sống đi lên trên thân não. Và khi lên thân não thì cái phần cột nhân xám này này nó bị cắt đứt tạo thành các nhân của dây thần kinh sọ. Hay nói cách khác là gì ạ? Các cái nhân của dây thần kinh sọ bản chất liên tiếp từ cái cột nhân từ tủy sống đi lên nhưng nó bị gián đoạn, bị cắt đứt tạo thành những cái nhân này. Vậy thì chúng ta có cái nhân màu đỏ này chúng ta gọi đây là các nhân vận động. Nhân màu xanh này chúng ta gọi đây là các nhân cảm giác. Và nhân màu vàng này đó là các nhân thực vật. Vậy thì các bạn quan sát trên cái hình ảnh này. Vậy thì tương ứng với các nhân này chúng ta sẽ có các cái dây thần kinh sọ tương ứng. Đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ có những cái loại dây thần kinh sọ nào ạ? Cái này tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục mô tả. Các bạn quan sát được cái sơ đồ này không ạ? Nào các bạn có nghe thấy cô nói không? Nào vậy thì các bạn quan sát trên cái sơ đồ này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái loại dây thần kinh sọ nào ạ? Có mấy loại ạ? Ba loại Ba loại đó là những loại nào ạ? loại vận động. Thứ nhất là dây vận động, nó chỉ có cái nhân vận động tức là nhân màu đỏ này thôi, ví dụ như dây 12, ví dụ như dây 4, đúng không ạ? Ví dụ như dây 6. Rồi ạ, tiếp theo ạ. Dây gì nữa ạ? Dây thực vật là 11, dây thực vật là 19 ạ, và Dây thực vật. Tuy nhiên thì chúng ta không gọi là dây thực vật vì bản thân những cái sợi thực vật này nó sẽ đi theo những cái dây vận động và dây cảm giác. Tức là gì ạ? Những cái dây mà nó chỉ có một nhân thôi, nếu là nhân vận động thì chúng ta gọi đấy là dây vận động. Nếu mà dây mà nó chỉ có một loại nhân là nhân cảm giác thì nó sẽ là dây cảm giác, ví dụ như là dây thần kinh sọ số 8 của chúng ta chẳng hạn. Dây này chỉ là dây cảm giác thôi. Được chưa ạ? Còn lại những cái dây còn lại có hai loại nhân trở lên chúng ta gọi đấy là nhân hỗn hợp, ví dụ như là dây 5 đúng không ạ, đây dây 5, dây hỗn hợp, dây 7 phẩy đúng không ạ,
dây 9, dây 10, nó có cả nhân vận động, cả nhân cảm giác, cả nhân thực vật, đúng không ạ? Chúng ta gọi đấy là nhân dây hỗn hợp. Thế thì trên cái sơ đồ này chúng ta cũng biết được cái thứ hai, đó là gì ạ? Tại vùng nào của thân não, ví dụ như tại cầu não, tại hành não, tại trung não, nó sẽ có những cái nhân của dây nào, đúng không? Nhìn trên sơ đồ này các bạn sẽ thấy. Ngoài ra, ngoài những cái nhân của dây thần kinh sọ ra thì chúng ta thấy là ở vùng thân não của chúng ta còn có những cái nhân riêng của từng cái vùng. Ví dụ như ở hành não chúng ta sẽ có các nhân chám hành. Nó sẽ đẩy lồi cái khối bên ra để tạo thành cái chám hành của chúng ta. Ví dụ như ở cầu não này nó sẽ có các nhân vùng cầu não. Não chúng ta gọi là các nhân cầu. Thế còn ở vùng trung não thì nó sẽ có các nhân riêng ở trung não, đó là nhân đỏ, đó là chất đen hay còn gọi là thế còn lại đó là phần chất trắng. Các bạn hình dung là gì ạ? Thân não của chúng ta đó là một vùng trung gian nằm giữa tủy sống, tiểu não và da não, đa não. Chính vì vậy, có nghĩa là gì ạ? Các bó từ tủy sống qua thân não rồi lên lên bán cầu đại não. Ngoài ra thì còn có các bó từ thân não vào tiểu não hoặc ngược lại từ tiểu não vào thân não. Đúng không ạ? Chính vì như vậy cho nên về bản chất các bó dẫn truyền ở thân não này nó giống như các bó ở tủy sống. Các bó này thì hầu như các bó dẫn truyền thì hầu như là hướng ra phía trước và phía ngoài. Còn các nhân tức là cái phần chất xám của chúng ta thì hướng ra phía phía sau. Đúng không ạ? Đây, phần phía trước này chủ yếu đó là phần bó dẫn truyền. Và nó sẽ bị thay đổi về vị trí của các bó này so với tủy sống. Và so với hành não, cầu não, trung não thì các cái bó này nó cũng sẽ bị thay đổi về vị trí. Tóm lại đó là gì ạ? Các cái phần chất trắng ở thân não này chủ yếu vẫn là các bó dẫn truyền giống như tủy sống. Ngoài ra nó còn có các bó gì ạ? Tiểu não, đúng không ạ? Một cái khái niệm nữa ở đây đó chính là cái não thất bốn. Theo các bạn hiểu thì não thất là cái gì ạ? Còn trống Thất của là trong gì ạ? não, còn trống của trong Thật não à, là thất nó là cái khoang, đúng không ạ? Nó là gian, tức là gì ạ? Nó là một cái khoang hay là một cái gian nằm ở trong các cái phần não của chúng ta. Ví dụ não thất bốn đó là cái khoang nằm ở giữa hành não, cầu não và tiểu não, đúng không ạ? Chúng ta gọi đấy là não thất bốn. Và trong buồng não thất này nó có chứa dịch não tủy. Dạ, thì trên hình ảnh này các bạn sẽ nhìn hình dung ra được cái não thất bốn của chúng ta đây. Đây, não thất 4. Ở phía trên thì nó sẽ thông với não thất 3 qua cái cống não. Còn phía dưới thì cái não thất 4 sẽ thông với lại ống tâm tủy của chúng ta. Ngoài ra thì ở não thất 4 này nó còn có 3 cái lỗ để thông với khoang dưới nhện. Mục đích để làm gì ạ? À? Để cho dịch não tủy trong não thất 4 được lưu thông vào trong khoang dưới nhện. Và từ khoang dưới nhện mới trao đổi với xoang tĩnh mạch dọc trên nhờ các hạt màng nhện. Đúng không ạ? Làm cho dịch não tủy của chúng ta được lưu thông. Thế khi mô tả về não thất 4 thì người ta mô tả về phần thứ nhất đó là phần nền của não thất 4. Vậy thì ban nãy chúng ta nói rồi, nền não thất 4 chính là cái gì ạ? Chính là mặt sau của cái gì ạ? Đây. Nền não thất 4, đây chính là cái nền của não thất 4 chúng ta đây. Chính là mặt sau của cái gì đây ạ? cầu não. À, mặt sau của cầu não và một phần mặt sau của hành não, đúng không ạ? Tức là đây, một phần phía nửa trên mặt sau của hành não và toàn bộ mặt sau của cầu não tạo thành cái sàn của não thất 4. Và sàn não thất 4 thì có cái gì thì ban nãy chúng ta đã mô tả rồi, đúng không ạ? Phần thứ hai chúng ta gọi là mái của não thất 4 đây, giống như cái mái nhà ấy, đúng không ạ? Có một cái mái trên và một mái dưới. Mái trên chúng ta gọi là màn tủy trên và mái dưới chúng ta gọi là màn tủy dưới. Màn tủy trên hay còn gọi là van vía xoang thì đây chính là cái hình ảnh van vía xoang của chúng ta đây. Đây là một cái bó hay là một cái mảnh chất trắng căng giữa hai đôi cuống tiểu não trên, đây là cuống tiểu não trên. Van vía xoang căng giữa hai cuống tiểu não trên. Và ở phía trên thì dính vào bởi cái hạt. Chính là cái mảnh chất trắng căng giữa hai đôi cuống tiểu não dưới.
Vậy thì màng và nền này nó sẽ giới hạn lên cái khoang này, chúng ta gọi là khoang não thất 4. Khoang cái não thất 4 này có bốn góc, đó là ba góc trên, góc dưới. Đây, góc trên thì thông với xin những bối rối lại cứ thế lên môi, xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời, cho đêm trôi vơi để những ánh mắt đôi môi. Baby girl, I like your move. I remain one last chance. I love you 3000. Hai thành phần này nằm áp sát ngay vào mặt sau của gì ạ? Hành não. Chính vì nó áp sát vào mặt sau của hành não như vậy, cho nên trong một số trường hợp chúng ta hút dịch não tủy. Đây, lỗ chẩm của chúng ta ở cái vị trí này đây. Dưới này là tủy sống, trên này là hành não đúng không? Đây, lỗ chẩm đây. Thế thì khi mà chúng ta chọc hút dịch não tủy thì dịch não tủy chúng ta sẽ có xu hướng là gì ạ? Chảy xuống Cô, dưới. bọn em không lấy con hình Như chiếu, em không lấy con hình chiếu. không nhìn thấy hình chiếu hả? Vâng. Từ nãy giờ không nghe thấy gì đâu ạ. Vâng, lại mất tiếng ạ. Mất tiếng à? Ban nãy các bạn à, nhìn thấy đến phần nào rồi? Đến hai mặt tủy sao ấy. Phần não thất 4 nhỉ? Đến đâu rồi ạ? À? Đấy các bạn nghe đến đâu rồi nhỉ? Đây các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ban nãy chúng ta Thế có rồi cho ạ. đến tiểu não rồi đúng không? Đây là mặt trên của tiểu não này, đây là mặt dưới này, còn đây là mặt trước. Mặt trước thì hướng ra phía trước, áp sát vào mặt sau của hành não và cầu não. Đặc biệt là ở phía mặt trước của tiểu não này, chúng ta thấy là có một cái khe do cái não thất 4 ăn sâu vào. Chúng ta gọi đây là ngách tiểu não của não thất 4. Ở mặt trước của tiểu não, chúng ta lưu ý hai cái thùy, đó là thùy nhung não và hạch nhân tiểu não. Đây, nhung não, và đây là hạch nhân tiểu não. Hai thùy này áp sát vào mặt sau của hành não. Chính vì như vậy cho nên trong một số trường hợp mà người ta chọc hút dịch não tủy thì dịch não tủy của chúng ta chảy xuống dưới đúng không ạ? Vì chúng ta hút, chọc hút ở vùng cột sống thắt lưng đúng không ạ? Chính vì như vậy nếu hút dịch não tủy quá mạnh, tức là cái gì ạ? Dòng chảy dịch não tủy của chúng ta chảy xuống quá nhiều thì nó sẽ làm cho hai cái thùy này có thể bị kéo tụt xuống, bị trôi tụt xuống. Và ở đây chúng ta có cái lỗ gì ạ? Ban nãy chúng ta nói rồi. Lỗ gì ở đây nhỉ? Tủy sống chui qua lỗ gì để liên tiếp với thân não nhỉ? Lỗ lỗ chậm. À, đúng rồi, có cái lỗ chẩm ở đây đúng không ạ? Lỗ chẩm này thì nó không co giãn, không thay đổi về cái chu vi được. Chính vì vậy khi hai cái thành phần này rơi xuống tụt kẹt vào cái vị trí, kẹt vào cái lỗ chẩm này thì nó sẽ kẹt lại ở đây. Và khi kẹt lại ở đây nó sẽ chèn ép vào cái thành phần phía trước, đó chính là hành não. Hành não của chúng ta ấy, ban nãy chúng ta mô tả cái phần chất xám và phần chất trắng. Thế nhưng mà về chức năng thì nó sẽ có những cái vùng, có những cái chung khu chức năng rất là quan trọng của cơ thể chúng ta. Sau này học bộ môn sinh lý mô tả cùng sinh lý chúng ta sẽ mô tả ở đây đó là các chung khu hô hấp, chung khu tuần hoàn và một số những cái chung khu khác quan trọng.
đặc biệt là trong khu hô hấp và tuần hoàn. Vậy thì nếu mà tụt kẹt hạch nhân này, này hoặc là tụt kẹt cái nhu não xuống, nó chèn ép vào thân não, nó chèn ép gây ức chế các cái trung khu này, nó sẽ làm cho các trung khu này bị làm sao ạ? Ngừng hoạt động, đúng không ạ? Chính vì vậy làm cho bệnh nhân của chúng ta có thể có cái biểu hiện đó là ngừng thở hoặc ngừng tim sau cái trọc dịch não tủy do tụt kẹt, do cái tai biến đó là tụt kẹt hai cái thùy này, đó là thùy hạch nhân và thùy nhung não này. Về cấu trúc thì chúng ta thấy là nó được cấu trúc bởi phần chất xám và chất trắng. Thì ở đây các bạn quan sát trên hình ảnh này, các bạn thấy có điều gì đặc biệt giữa cái cấu trúc của tiểu não so với lại tủy sống và thân não? Nghĩ là chất trắng nó ở bên trong nó nhiều hơn đấy. À đúng rồi. Tức là gì ạ? Tức là cái phần chất xám này nó đã đi ra phía ngoài của tiểu não để tạo thành chất xám vỏ tiểu não. Chỉ có điều là cái phần chất xám này nó cũng ăn sâu vào phía bên trong của tiểu não để tạo thành những cái hình ảnh giống như cái cành cây ấy. Chúng ta gọi đây là cái cây sống tiểu não. Đấy, cha con nhìn thấy giống cái cây không ạ? Thế còn ngoài ra một cái phần chất xám nữa nằm sâu bên trong tiểu não, chúng ta gọi đây là các nhân dưới vỏ. Gồm ví dụ như là chúng ta có nhân trám, nhân mái, nhân nút, nhân cầu, vân vân. Đây là những cái nhân xám ở trong vỏ tiểu não. Thế xen kẽ giữa những cái chất xám đó là phần chất trắng. Vậy chất trắng ở tiểu não đó là cái gì? Chất trắng đó chính là các bó, đúng không? Vậy thì chúng ta có cái gì đi vào tiểu não ạ? Có cái gì đi vào tiểu não nhỉ? Trên này, này ví dụ hình ảnh này các bạn nhìn thấy là cái gì nhỉ? Đây là cái gì của chúng ta đây? Đây là cái gì não nhỉ? Uống. Cái gì não? Cuống tiểu não. À đúng rồi, nó có sẽ có các cuống tiểu não đi vào. Bản chất cái chất trắng ở đây đó chính là các bó cuống tiểu não. Ngoài ra thì giữa các vùng của tiểu não nó cũng sẽ phải có những cái sợi chất trắng tạo thành những cái bó liên hợp, tức là gì ạ? Liên hệ giữa vùng nọ, dẫn truyền từ vùng nọ đến vùng kia của trong cái tiểu não của chúng ta. Chúng ta gọi đây là các bó liên hợp. Đúng không ạ? Thì đấy là về cấu trúc. Một phần tiếp theo của não bộ của chúng ta đó chính là cái gian não. Khi mô tả gian não, chúng ta mô tả 3 phần. Đó là đồi thị, thứ hai là vùng quanh đồi, và thứ ba đó là não thất bốn. À xin lỗi, não thất ba. Vậy thì đồi thị là gì ạ? Bản chất đó là một cái khối chất xám, gọi là khối chất xám nhưng thực tế là ở phía bên trong của đồi thị nó. Nhưng tóm lại là cái đồi thị chúng ta coi như nó là một cái khối chất xám. Và cái đồi thị này đây là chặng dừng của tất cả các đường cảm giác. Đường cảm giác dẫn truyền từ dưới tủy sống đi lên đúng không ạ? Hoặc là từ tiểu não đi lên. Thế thì tất cả các đường cảm giác đi vào cái đồi thị này nó sẽ được khuếch đại hoặc là được hạn chế bớt. Sau đó từ đồi thị này mới được tiếp tục dẫn theo các bó để đi lên bán cầu đại não. Khi mô tả về cái đồi thị thì người ta mô tả nó gồm có 4 mặt. Mặt thứ nhất đó là mặt trên. Đây là mặt trên này. Mặt trên này thì có một cái phần thuộc bán cầu đại não nằm ở phía trên. Nó đó chính là nhân đuôi. Đây, các bạn quan sát đây, cái nhân đuôi đây. Đây là đồi thị của chúng ta này, còn cái nhân đuôi này nằm ôm lấy phía trước và trên của cái đồi thị. Được chưa? Đây là đồi thị, còn đây là cái nhân đuôi của chúng ta đây. Mặt thứ hai đó là mặt trong. Mặt trong đồi thị thì chúng ta có cái gì ạ? À, có một cái mép chất xám nối liền hai đồi thị với nhau đây, mặt trong của đồi thị đây. Chúng ta gọi đây là mép gian đồi thị. Và hai mặt trong của hai cái đồi thị ở hai bên nó sẽ giới hạn nên một phần của cái não thất ba. Mặt tiếp theo đó là mặt ngoài. Đây mặt ngoài đây. Mặt ngoài là mặt liên quan với lại bán cầu đại não. Ở đây nó có một cái phần chất trắng của bán cầu đại não, chúng ta gọi là bao trong. Như vậy mặt ngoài liên quan với bao trong. Mặt trên thì liên quan với nhân đuôi. Mặt trong thì chính là não thất ba. Còn mặt dưới đồi thị được ngăn cách với vùng hạ đồi và vùng dưới đồi bởi một cái rãnh, chúng ta gọi là rãnh dưới đồi. Như vậy mặt dưới liên quan với hai vùng, đó là vùng hạ đồi và vùng dưới đồi.
Hình thể trong thì chúng ta nhìn thấy chính là cái khối chất xám đúng không ạ? Gồm có rất là nhiều những cái nhóm nhân xám xen kẽ, đó là những cái dải chất trắng rất là mỏng. Các vùng quanh đồi ở đây chúng ta có vùng thứ nhất gọi là vùng trên thị hay là vùng trên đồi, chính là tuyến tùng và cuống tuyến tùng. Chức năng của cái tuyến này nó liên quan đến nhịp sinh học ngày đêm và liên quan đến cái sự điều tiết của các cái nội tiết tố sinh dục. Vùng thứ hai đó chính là vùng sau thị. Sau thị chính là cái các thể gối của đồi thị. Và ban nãy chúng ta nói rồi nhỉ, các thể gối của đồi thị thì không thể quên được cái gì ạ? Nói đến thể gối thì chúng ta phải hình dung ra ngay đó là cái gì ạ? Não sinh tư. À đúng rồi, cổ não sinh tư. Ở đây cô cũng nói luôn với các bạn là gì ạ? Thường là khi mà cô hướng dẫn các bạn ấy, cô thường nói là với một chi tiết nào đó, nếu mà có một cái chi tiết đi kèm thì luôn luôn chúng ta sẽ phải nhớ nó. Nó giống như kiểu đôi bạn cùng tiến ấy. Ví dụ như chúng ta nói đến tuyến tùng là bắt buộc chúng ta phải nhớ đến cái gì ạ? Cuống của tuyến tùng. Đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta nói đến đồi thị thì chúng ta phải nhớ đến gì ạ? Chúng ta nói đến các cái lồi não hay là cổ não sinh tư thì chúng ta phải nhớ đến thể gối của đồi thị. Được chưa ạ? Chúng ta nói đến hãm van vía xăng thì bắt buộc chúng ta phải nhớ dây thần kinh sọ số 4. Được chưa ạ? Những cái chi tiết mà liên quan rất chặt chẽ với nhau, luôn luôn đi kèm với nhau, thì chúng ta sẽ luôn luôn phải nhớ. Như vậy chúng ta thấy là vùng sau thị chính là hệ cổ não sinh tư và các thể gối của đồi thị. Vùng tiếp theo chúng ta gọi là vùng dưới thị hay còn gọi là vùng dưới đồi. Chính là vùng nằm giữa đồi thị và trung não. Đây là trung não của chúng ta đây, đúng không ạ? Đây là đồi thị đây. Vùng giữa đồi thị và trung não chúng ta gọi đây là vùng dưới đồi. Vùng này nằm ở phía sau dưới của đồi thị. Thế còn lại đó là vùng hạ đồi, vùng này nằm phía trước dưới của đồi thị. Đây là vùng hạ đồi đây, đây vùng hạ đồi. Thì tại cái vùng hạ đồi này chúng ta thấy rất là đặc biệt là gì ạ? Tại đây nó sẽ có các cái nhân, cái nhóm nhân bài tiết ra những cái hormone tác dụng trực tiếp đến thùy trước của tuyến yên. Ngoài ra thì tại đây nó sẽ có những cái nhân, các từ các nhân này sẽ có các sợi trục đi đến thùy sau của tuyến yên, tạo thành cái phần thùy thần kinh của tuyến yên. Chính vì như vậy cho nên là vùng hạ đồi và tuyến yên này liên quan rất chặt chẽ với nhau, và nó sẽ hình thành nên một cái trục gọi là trục hạ đồi tuyến yên, liên quan đến cái việc điều tiết toàn bộ cái hệ thống nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta. Cho nên cái một cái nữa ở đây đó chính là não, bản chất chính là cái khoang chứa dịch não tủy nằm giữa đồi thị và vùng dưới đồi, vùng hạ đồi. Não thất ba được thông với não thất bên qua lỗ gian não thất hay còn gọi là mông đô. Đây lỗ gian não thất đây, lỗ gian não thất, còn đây là não thất ba của chúng ta đây. Não thất ba ở phía dưới thì thông với não thất bốn qua cống não hay còn gọi là cống sinus. Đây là hình ảnh não thất ba của chúng ta đây. Về các thành của não thất ba thì các bạn về tham khảo thêm ở trong tài liệu nhé. Sang cái phần cuối cùng của phần thần kinh trung ương chúng ta gọi là bán cầu đại não hay còn gọi là van não. Chúng ta có hai bán cầu ở hai bên đúng không ạ? Giữa hai bán cầu này có một cái khe, chúng ta gọi là khe hay là khe liên bán cầu. Được nối nhau bởi những cái mảnh chất trắng. Để làm gì ạ? Để làm cho thông tin giữa hai bán cầu được liên hệ với nhau, làm cho hai bán cầu của chúng ta hoạt động một cách thống nhất. Vậy thì các mép liên bán cầu này bao gồm có cái gì? Thứ nhất chúng ta gọi là thể chai. Đây, thể chai là một cái mép chất trắng chạy từ trước ra sau. Trong cái thể chai này nó có những cái sợi chất trắng. Các sợi này nó sẽ tỏa đều sang hai phía, hai bên của bán cầu. Thứ hai chúng ta gọi là thể vòm hay còn gọi là thể tam giác. Đây, chính là cái này. Khi bóc tách cái thể vòm ra thì chúng ta sẽ được cái hình ảnh này. Đây, đây, thể vòm hay thể tam giác. Bản chất có những sợi nối liền hai cái thể vòm ở hai bên, làm cho hai bán cầu ở hai bên được liên hệ với nhau. Tiếp theo đó là mép trắng trước và mép trắng sau. Đây là mép trắng trước, còn đây là mép trắng sau. Vậy thì bốn cái thành phần này nó sẽ, thứ nhất là nó làm cho hai bán cầu dính lại vào với nhau, đúng không ạ? Thứ hai là nó sẽ làm cho hai bán cầu được trao đổi thông tin để hoạt động một cách thống nhất. Về hình thể ngoài thì người ta mô tả bán cầu đại não gồm có ba mặt. Đó là mặt ngoài, mặt trong
và mặt dưới. Ở mỗi mặt này nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có các cái khe và các cái rãnh. Các khe, các rãnh này nó sẽ chia cái mặt ngoài bán cầu của chúng ta thành các thùy. Vậy thì thứ nhất chúng ta có khe simius hay còn gọi là thung lũng simius ở mặt dưới và khe simius ở mặt bên. Bản chất khe và cái thung lũng simius này nó liên tiếp với nhau. Ở mặt dưới thì nó rất là sâu nên gọi là thung lũng. Còn ở mặt bên thì nó nông hơn nên gọi là mặt bên hay là mặt ngoài đấy. Nông hơn nên gọi là khe. Thứ hai đó là khe trung tâm chạy từ mặt trong sau đó hướng ra mặt ngoài. Khe thứ ba đó là khe thẳng góc trong. Khe thẳng góc trong hay còn gọi là đây, khe thẳng góc trong ở mặt trong còn nó chạy hướng ra phía ngoài thì gọi là khe thẳng góc ngoài. Khe này nó ngăn cách giữa thùy đỉnh và thùy chẩm cho nên khe này chúng ta còn gọi đây là khe đỉnh chẩm. Khe tiếp theo đó là khe cựa. Và cuối cùng đó chính là khe khuy. Các khe này nó sẽ phân chia cái bán cầu của chúng ta thành các thùy. Chúng ta có thùy thứ nhất đó là thùy trán. Thùy thứ hai đó là thùy đỉnh. Thùy thái dương. Thùy chẩm. Thùy khuy. Đúng không ạ? Và thùy đạo. Thế thì các cái thùy này thì các bạn lưu ý này. Bản thân bên trong các thùy nó còn có những cái rãnh. Những cái rãnh này nó sẽ phân chia hay là ngăn cách mỗi thùy của chúng ta thành các hồi. Ví dụ như ở thùy trán, cô lấy ví dụ thùy trán, còn các thùy khác thì các bạn xem thêm nhé. Thùy trán này có rãnh thứ nhất đó là rãnh trước trung tâm. Đây, khe trung tâm đây, rãnh trước trung tâm. Nó sẽ ngăn cách một cái hồi, đó chính là hồi trán lên, đó chính là hồi trán lên của chúng ta đây. Ngoài ra còn có những cái rãnh ngang đó là rãnh trên và rãnh dưới phân chia thành gì á? Hồi trán lệ ở trên, hồi trán giữa, hồi trán dưới. Như vậy là ở hồi trán của chúng ta, thùy trán của chúng ta sẽ được phân chia thành các hồi. Thì trong mỗi hồi của các thùy này sẽ có một số hồi, nó là nơi tập trung của một số những cái tế bào có chức năng đặc biệt. Ví dụ như là hồi trán lên này là nơi tập trung của các cái thân tế bào vận động. Cho nên hồi này chúng ta gọi là trung khu phân tích vận động hay là vùng vận động. Tương tự như vậy, ở thùy đỉnh chúng ta có hồi đỉnh lên, đó là trung khu phân tích cảm giác. Hồi thái dương 1 đó là trung khu phân tích về thính giác. Hồi thái dương 5 đó chính là trung khu phân tích về thu giác. Hồi chẩm 6 là trung khu phân tích về thị giác. Đấy là ví dụ thôi. Ngoài ra thì ở bán cầu đại não của chúng ta còn có rất là nhiều vùng định khu chức năng khác nữa. Được chưa? Đấy là về hình thể ngoài. Về hình thể trong, bán cầu đại não của chúng ta được cấu trúc bởi phần chất xám và chất trắng. Thì cũng giống như tiểu não đúng không ạ? Chất xám thì nằm ở bên ngoài tạo thành chất xám vỏ đại não, hay chúng ta gọi tắt đây là vỏ não. Có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta nói đến vỏ não, có nghĩa là chúng ta nói đến chất xám vỏ não. Vậy thì cái phần chất xám vỏ não này nó có gì đặc biệt? Nó tập trung các tế bào thần kinh. Và các tế bào thần kinh cùng chức năng nó sẽ tập trung lại tạo thành một cái vùng chúng ta gọi đấy là vùng định khu chức năng. Hay ban nãy chúng ta vẫn gọi đây là các trung khu chức năng đấy, đúng không ạ? Chúng ta có những cái trung khu mà chúng ta biết tới, ví dụ trung khu vận động, trung khu cảm giác, trung khu vận ngôn, trung khu hiểu biết, vân vân. Thì những cái trung khu này chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Được chưa? Sâu dưới cái bán cầu đại não chúng ta có các nhân xám dưới vỏ. Các nhân xám này chính là hệ thể vân, bao gồm có nhân đuôi, nhân bèo và nhân trước tường, hay còn gọi là nhân vách, giống như một cái bức vách ấy, đúng không ạ? Đây, nhân vách đây, nhân bèo đây, nhân đuôi đây. Vậy thì các cái nhân này này, nó sẽ tham gia chi phối các cái hoạt động không có ý thức. Hoạt động không có ý thức có nghĩa là gì ạ? Chúng ta không ý thức được những cái hoạt động đó, những cái vận động đó. Còn bình thường chúng ta có những cái vận động có ý thức là gì ạ? Vận động theo ý muốn của chúng ta. Thế giữa các phần chất xám này đó chính là phần chất trắng. Vậy thì trong bán cầu đại não, chất trắng nó sẽ là cái gì? Nào, theo các bạn hình dung thì chất trắng ở bán cầu đại não bản chất nó chính là các bó hay là những cái sợi rồi, dẫn truyền rồi. Nhưng những cái sợi này bản chất nó là những cái gì? Đây, bạn này chúng ta mô tả cái này là cái gì đây ạ? Cái gì đây các bạn nhỉ? Men trắng. Đây, cái gì đây ạ?
cấp mép lên bán cầu đúng không ạ? Vì cái mép lên bán cầu là chắc chắn đi từ bán cầu này sang bán cầu kia, liên hệ hai bán cầu như vậy thì trong bán cầu đại nạn sẽ phải có các mép ra bán cầu. Và thứ hai, phần thứ hai chúng ta thấy là gì ạ? Các bó dẫn, chính vì vậy cho nên cái loại chất trắng thứ hai ở đây đó chính là các bó dẫn truyền, hay chúng ta gọi đây là các bó liên hợp dài. Còn lại cái thứ ba đó là gì ạ? Các vùng của bán cầu đại não cũng phải được liên hệ với nhau, đúng không? Chính vì vậy chúng ta có cái loại thứ ba, cái loại sợi thứ ba, sợi chất trắng thứ ba ở đây đó chính là các bó liên hợp ngắn. Các bó liên hợp ngắn chính là các bó dẫn truyền trong cái bán cầu với nhau, giữa vùng nọ đến vùng kia, giữa trung khu nọ đến trung khu kia, giữa thủy nọ đến thủy kia của bán cầu. Được chưa? Và cái khái niệm cuối cùng liên quan đến bán cầu đại não đó chính là não thất bên. Đây chính là hình ảnh của não thất bên của chúng ta đây. Nhìn cái hình ảnh này chúng ta nhìn thấy là não thất bên của chúng ta sẽ gồm có ba cái vùng chính đúng không ạ? Đó là sừng trán, sừng chẩm và sừng thái dương. Tương ứng sừng trán nó sẽ nằm trong chủ yếu là vùng thủy trán. Sừng chẩm nằm trong thủy chẩm và sừng thái dương nằm ở thủy thái dương. Giữa ba cái vùng này nó hợp lại với nhau tạo thành một cái vùng gọi là ngã ba của não thất. Não thất bên được thông với não thất ba qua lỗ da não thất, hay chúng ta gọi là lỗ Monroe. Chính vì vậy làm cho dịch não tủy được sinh ra ở não thất bên này nó sẽ chảy vào não thất 3. Từ não thất 3 này sẽ theo cống não để xuống não thất 4. Từ não thất 4 này sẽ theo lỗ bên và lỗ giữa để đi vào khoang dưới nhện. Từ đó được trao đổi chất với xoang tĩnh mạch sọ, làm cho dịch não tủy của chúng ta được sinh ra, được luân chuyển, được lưu thông. Đúng không ạ? Và nếu mà trong cái quá trình luân chuyển như vậy có một cái vị trí nào đó bị tắc nghẽn, ví dụ như tắc nghẽn lỗ da não thất này, bị tắc chỗ này, tắc nghẽn ở cống não này, tắc nghẽn ở các lỗ giữa hoặc là lỗ bên này, làm cho dịch não tủy của chúng ta không đi vào khoang dưới nhện được, không lưu thông được giữa các vùng não thất, không đi vào khoang dưới nhện. Như vậy là sẽ gây ra cái hiện tượng gì ạ? Hiện tượng gì các bạn nhỉ? Ứ trệ dịch não tủy ở trong gì ạ? À, trong các buồng não thất đúng không ạ? Chúng ta gọi đấy là những cái trường hợp bệnh lý não úng thủy. Não úng thủy tức là để ứ trệ cái dịch não tủy ở trong não thất của chúng ta. Được chưa? Nào, về mạch máu nuôi dưỡng cho não. Các nhánh nuôi dưỡng của não gồm có hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất đó là động mạch cảnh trong. Ở cái bài tuần hoàn chúng ta đã mô tả rồi đúng không ạ? Chúng ta có động mạch cảnh trong đi vào trong sọ để cấp máu cho não. Động mạch cảnh ngoài thì đi ở phía ngoài sọ, nuôi dưỡng cho các thành phần ở phía bên ngoài hộp sọ. Nguồn thứ hai đó là từ động mạch đốt sống. Đây chính là động mạch đốt sống, là một nhánh của động mạch dưới đòn. Hai động mạch đốt sống hợp lại với nhau tạo thành động mạch thân nền nằm ở phía mặt trước của cầu não, trong rãnh nền ở mặt trước của cầu não. Sau đó tách ra các nhánh để nuôi dưỡng cho não bộ. Đúng không ạ? Đó là các nhánh cho đại não, các nhánh cho thân não. Thế ngoài ra thì từ cái động mạch đốt sống này nó còn tách ra nhánh để nuôi dưỡng cho tủy sống, đó chính là các động mạch gai sống hay là động mạch tủy sống. Đây là động mạch tủy sống trước hay là gai sống trước. Còn ở đây này, đây là động mạch tủy sống sau hay là động mạch gai sống sau. Được chưa? Nuôi dưỡng cho tủy sống cũng là các nhánh được tách ra từ động mạch đốt sống. Về phần thứ hai đó là về thần kinh ngoại biên. Ở đây chúng ta có hai cái loại, thứ nhất đó là thần kinh sọ và thứ hai đó là thần kinh sống. Về thần kinh sọ, ban nãy chúng ta đã mô tả rồi đúng không ạ? Có tất cả là 12 đôi dây thần kinh sọ. Còn thần kinh sống thì chúng ta có 31 đôi dây thần kinh sống. Và các dây thần kinh sống này nó sẽ hình thành nên các đám rối thần kinh của chúng ta và hình thành nên các dây thần kinh gian sườn. Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng phần một. Nào, thứ nhất đó là dây thần kinh sọ. Trên hình ảnh này các bạn có thể xác định được cho cô các dây thần kinh sọ không ạ? Cái này ban nãy chúng ta đã mô tả rồi. Nào bây giờ cô chỉ các bạn trả lời nhé. Đây là dây thần kinh sọ số mấy ạ? Bảy. Số 6. Mấy các bạn? Các bạn có nhìn thấy có dây? À,
dây số 6 đúng không ạ? Đây là dây thần kinh sọ số mấy ạ? 12. À, đây là dây số 12. Thế như vậy đây chắc chắn là 9, 10, 11 rồi đúng không ạ? Ở phía bên này cô đã cố tình đặt cái tên của nó gần như theo tương xứng với vị trí của nó rồi đúng không ạ? Đây là dây 5 đúng không ạ? Đây là dây số 4, đây dây số 4 tách từ mặt sau, còn đây là dây số 3. Thế thì những cái chỗ mà dây thần kinh sọ thoát ra ở bề mặt của thân não, chúng ta gọi đây là nguyên ủy hư của các dây thần kinh sọ. Thế còn nguyên ủy thật là từ đâu? Nguyên ủy thật, nguyên ủy chính là cái nơi bắt đầu của nó, nơi xuất phát của nó đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ xuất phát từ đâu ạ? Nguyên ủy thật sẽ là cái gì ạ? Là cái gì nhỉ? Ban nãy chúng ta vừa mới nói tới rồi. Bên trong của thân não này nó sẽ có cái gì ạ? Có các nhân đi ra ngoài. À đúng rồi, các nhân đúng không ạ? Như vậy ở trung não chúng ta có nhân gì, cầu não có nhân gì, hành não có nhân gì, ban nãy chúng ta đã nói trên cái sơ đồ rồi đúng không? Vậy thì các nhân này chính là nguyên ủy thật của các dây thần kinh sọ này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái sơ đồ của các dây thần kinh sọ. Tất cả 12 cái đôi dây này như ban nãy cô đã yêu cầu các bạn phân nhóm đúng không ạ? Nó sẽ chia thành 3 cái nhóm chính, đó là nhóm vận động, nhóm cảm giác và nhóm hỗn hợp. Vậy thì nhóm vận động của chúng ta bao gồm có dây thần kinh sọ số 3, số 4, số 6, số 11 và số 12. Dây cảm giác thì có dây 1, dây 2 và dây 8, còn lại đó là các dây hỗn hợp. Vậy thì trên sơ đồ này chúng ta sẽ nhìn thấy là trước tiên là chúng ta gọi tên đã nào. Dây thứ nhất chúng ta gọi là dây gì ạ? Dây số 1 chúng ta gọi là dây gì ạ? À, dây thần kinh khứu giác, tức là để cảm nhận về cái mùi, đúng không ạ? Dây thứ hai đó là dây gì ạ? Thị giác ạ. À, dây thần kinh thị giác, cảm nhận về âm ánh sáng và hình ảnh, đúng không ạ? Dây thần kinh sọ số 3. Dây này gọi là dây thần kinh vận nhãn. Đây là dây đơn thuần vận động. Nó chi phối vận động cho cái gì ạ? Các cơ ở nhãn cầu. Thế còn dây thần kinh sọ số 4. Đây cũng là một dây thần kinh chi phối cho cơ vận nhãn, nhưng nó chỉ chi phối một cơ thôi. Chúng ta gọi là cơ chéo trên. Cơ này bám vào dòng dọc, cho nên dây 4 chúng ta còn gọi đây là dây thần kinh dòng dọc. Hay còn gọi là dây thần kinh cảm lệ. Dây thần kinh sọ số 6, dây này thì chi phối cho cơ vận nhãn ngoài, cho nên chúng ta gọi đây là dây thần kinh vận nhãn ngoài. Dạ. Tiếp theo đó là dây thần kinh sọ số 5. Các bạn nhìn thấy dây này gồm có dây xanh và dây đỏ, đúng không? Vậy thì đây là dây gì ạ? Dây xanh là dây cảm. Đúng rồi ạ, dây xanh đó là dây cảm giác. Cảm giác cho 3 cái vùng tương xứng như trên cái sơ đồ này, đúng không ạ? Còn dây đỏ đó là dây vận động, chi phối vận động cho cơ nhai. Tiếp theo đó là dây thần kinh sọ số 7 và dây 7 phẩy. Dây 7 thì đó là dây hoàn toàn vận động, chi phối cho các cơ ở vùng mặt. Còn dây 7 phẩy đó là dây vừa cảm giác và vừa vận động. Về chức năng cảm giác thì nó sẽ cảm giác vị giác cho 2/3 chiếc lưỡi. Còn chức năng vận động thì nó sẽ vận động cho các cơ ở phía bên trong tai của chúng ta. Dây thần kinh sọ số 8 chúng ta gọi là dây thần kinh tiền đình, ốc tai. Hay còn gọi là dây thần kinh thính giác và thăng bằng. Phần tiền đình nó sẽ cảm giác về thăng bằng, còn phần ốc tai sẽ cảm giác về thính giác. Như vậy đây là dây hoàn toàn cảm giác, đúng không ạ? Dây thần kinh số 9 chúng ta còn gọi đây là dây thần kinh thiệt hầu. Thiệt là lưỡi, hầu là cái vùng hầu họng. Như vậy dây thiệt hầu này nó sẽ chi phối cho cái gì ạ? Chi phối cảm giác cho 1/3 sau lưỡi, về cả cảm giác vị giác và cảm giác chung. Còn vận động thì nó sẽ vận động cho các cơ ở vùng hầu, đúng không ạ? Dây số 10 gọi là dây lang thang. Vì sao gọi là lang thang các bạn nhỉ? Vì nó đi khắp vùng bụng. À, nó đi khắp các vùng cơ thể để chi phối cả vùng đầu mặt cổ, vùng ngực, vùng bụng, chi phối cho rất là nhiều các tạng. Chủ yếu cái dây thần kinh lang thang của chúng ta đó là những cái sợi, nó mang các sợi thần kinh thực vật để chi phối cho các tạng và các tuyến ở trong cơ thể. Đấy là chủ yếu nhá, nó vẫn có những cái sợi dây thần kinh chi phối cho gì ạ?
cái phần vùng, một số những cái phần vùng hầu họng và thực quản của chúng ta. Thế còn dây thần kinh sọ số 11. Dây 11 chúng ta còn gọi là dây thần kinh phụ. Vì sao ạ? Vì ngoài những cái nhân ở vùng hành não thì nó còn có một, đây này, đây là cái nhánh này này, nó còn có một cái nhánh mang các cái sợi từ nhân ở vùng tủy sống đi lên, cho nên dây 11 chúng ta gọi là dây thần kinh phụ. Được chưa? Chi phối vận động cho cơ thang và cơ đoàn trũ, đây là dây vận động. Còn lại đó là dây thần kinh hạ thiệt. Hạ thiệt có nghĩa là dưới lưỡi, đúng không ạ? Mang các sợi đến chi phối vận động cho các cơ ở vùng lưỡi. Được chưa? Đây là sơ bộ về các dây thần kinh sọ. Còn về chi tiết của các dây này thì các bạn tham khảo thêm ở trong tài liệu của chúng ta nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là dây thần kinh sống. Chúng ta có tất cả là 31 đôi dây thần kinh sống, đúng không ạ? Đây. Và 31 đôi dây thần kinh sống này nó bao gồm có những cái dây như trên sơ đồ của chúng ta. Ở đây các bạn quan sát này, các dây thần kinh sống sẽ được hợp với nhau bởi các rễ trước và rễ sau, đúng không ạ? Đây là rễ trước này, đây là rễ sau. Hai rễ này hợp với nhau tạo thành dây thần kinh sống, dây này chui ra ngoài khỏi cái ống sống, đúng không ạ? Ngay sau khi chui ra ngoài khỏi ống sống thì cái dây này nó sẽ tách thành hai ngành. Ngành sau đi đến vùng thành sau thân để chi phối da và chi phối cho các cơ ở vùng thành sau thân. Ngành trước, đây, ngành trước tiếp tục đi hướng ra trước ra ngoài để làm gì ạ? Hình thành nên các đám rối thần kinh và hình thành nên các dây thần kinh gian sườn. Chính vì vậy cho nên khi mô tả về các đám rối thần kinh và khi mô tả về các dây thần kinh gian sườn, chúng ta đều nói đấy là nhánh trước của các dây thần kinh sống. Vậy thì các cái ngành trước của các dây thần kinh sống từ cổ 1 đến cổ 4 sẽ hình thành nên cái đám rối thứ nhất của chúng ta, đó là đám rối cổ. Từ cổ 5 đến ngực 1 sẽ hình thành nên đám rối thần kinh cánh tay. Từ ngực 1 đến ngực 12 sẽ tạo thành thần kinh gian sườn. Từ thắt lưng 1 đến thắt lưng 4 sẽ tạo thành đám rối thần kinh thắt lưng. Và còn lại cuối cùng đó là đám rối thần kinh cùng cụt. Chúng ta sẽ lần lượt mô tả những cái đám rối này. Trừ cái đám rối cùng cụt của chúng ta sẽ mô tả cùng với lại cái buổi thảo luận sau nó liên quan đến cái đám rối cùng cụt này. Được chưa ạ? Nào, trước tiên đó là đám rối cổ. Vậy thì về cấu tạo, ban nãy chúng ta đã nói rồi đúng không ạ? Các cái ngành trước của các dây thần kinh nó sẽ cấu tạo nên các đám rối thần kinh và nó sẽ hình thành nên các dây thần kinh gian sườn. Vậy thì đám rối thần kinh cổ sẽ được cấu tạo bởi các ngành trước của các dây thần kinh sống cổ 1 cho đến cổ 4. Chủ yếu là từ cổ 1 đến cổ 4 đúng không ạ? Trừ một cái nhánh nhỏ của cổ 5. Và từ các cái dây thần kinh cổ này nó sẽ tách ra các dây vận động và các dây cảm giác. Chính vì như vậy cho nên là mô tả về đám rối thần kinh cổ, người ta mô tả về các dây cảm giác, hay chúng ta gọi là đám rối cổ nông. Vì sao ạ? Vì các dây cảm giác nó sẽ đi ra nông để đi đến da chi phối cho cảm giác của da, đúng không ạ? Còn lại đám rối cổ sâu đó chính là đám rối, đó chính là các sợi vận động, vì nó sẽ đi vào các cái cơ, đi sâu vào các cơ để chi phối vận động cho các cơ. Được chưa? Vậy thì về cái đám rối cổ nông và cổ sâu này, chúng ta sẽ có một số những cái dây chính như sau. Trước tiên, trước khi mô tả về các cái nhánh của đám rối cổ nông thì chúng ta sẽ mô tả cái các cái nhánh nối. Từ dây cổ 1 và dây cổ 2 nó sẽ tách ra sợi nối với nhau để tạo thành cái quai 1. Từ dây cổ 2 đến cổ 3 nó sẽ tách các sợi nối với nhau để tạo thành quai 2. Được chưa? Vậy thì cái nhánh đầu tiên của đám rối cổ nông, chúng ta mô tả đám rối cổ nông trước, đó chính là dây thần kinh chẩm nhỏ. Nói là cổ nông thì đây chắc chắn là cảm giác rồi, đúng không ạ? Đến chi phối cho cảm giác ra ở vùng sau tai và vùng chậm. Dây này được tách ra từ quai 2, đúng không ạ? Đây là quai 1, còn đây là quai 2. Thứ hai đó là dây thần kinh tai lớn, chi phối cảm giác ra cho phía trước của tai. Thần kinh ngang cổ chi phối cảm giác ra cho vùng cổ trước. Và thần kinh trên đòn chi phối cảm giác ra ở phía trên và phía dưới xương đòn. Thế còn lại đó là các cái nhánh vận động, hay chúng ta gọi là đám rối cổ sâu, có dây thần kinh hoành. Đây chính là dây thần kinh hoành của chúng ta đây. Dây này chi phối cho cơ hoành, đúng không ạ? Ở buổi trước cái phần hô hấp thì chúng ta đã mô tả về dây thần kinh hoành rồi, đúng không? Đây là một cái cơ có chức năng là gì ạ? Hô hấp,
Tức là gì ạ? Nếu tổn thương dây thần kinh hoành này có thể làm liệt cơ hoành. Và khi liệt cơ hoành thì có thể làm suy hô hấp cho bệnh nhân của chúng ta. Cho nên dây này là dây rất là quan trọng, đúng không ạ? Thứ hai đó là cái quai cổ, quai thần kinh cổ. Quai này thì được hợp bởi rễ dưới và rễ trên. Rễ dưới tạo thành bởi cái nhánh cổ 2 và cổ 3. Rễ trên thì được tạo thành bởi nhánh cổ 1. Hai rễ này hợp với nhau tạo thành một cái quai. Và từ quai này nó sẽ tách ra các, đây là quai cổ của chúng ta, đây rễ trên. Đây. Còn đây là rễ dưới. Đây. Từ quai này nó sẽ tách ra các nhánh để chi phối cho các cơ ở vùng dưới móng. Ngoài ra thì có các nhánh nối với dây thần kinh sọ số 11. Dây 11 là dây vận động, đúng không ạ? Các nhánh nối là các nhánh vận động. Và còn lại đó là những cái nhánh nhỏ này này. Những cái nhánh này nó sẽ đi tới những cái cơ lớp sâu ở vùng cổ để chi phối cho các cơ ở lớp sâu vùng cổ của chúng ta. Đó là các cơ trước sống và các cơ ngang với mỏng ngang các đốt sống. Đấy là về cái cấu trúc thứ nhất, đó là đám rối thần kinh cổ. Trong phần thứ hai chúng ta có đám rối thần kinh cánh tay. Đây là đám rối chi phối cho toàn bộ vận động và cảm giác ở chi trên. Cho nên trong những trường hợp người ta muốn phẫu thuật vào chi trên, người ta có thể gây tê đám rối thần kinh cánh tay của chúng ta. Vậy thì về cấu tạo, đám rối này sẽ được cấu trúc bởi các dây từ cổ 5 cho đến ngực 1. Và các dây này nó sẽ tạo thành hay là nó sẽ hình thành nên các cái thân nhất, hay chúng ta gọi là thân thần kinh. Vậy thì các cái thân nhất gồm có 3 thân nhất, đó là trên, giữa và dưới. Và nhìn trên sơ đồ thì các bạn đã nhìn thấy được là với các cái thân nhất này nó được tạo thành bởi cái gì? Bởi ngành trước của những cái dây nào, đúng không ạ? Từ các thân nhất này nó sẽ tách ra nhánh trước và nhánh sau để hình thành nên các thân nhì. Hay chúng ta còn gọi đây là các bó thần kinh. Như vậy thân nhì sau hay gọi là bó sau được tạo thành bởi các nhánh sau của 3 thân nhất. Tức là gì ạ? 3 thân nhất tách ra các nhánh sau hợp lại với nhau để tạo thành thân nhì sau. Tương tự như vậy chúng ta có thân nhì trước ngoài, thân nhì trước trong. Từ các thân nhì hay chúng ta gọi là các bó thần kinh này, nó mới hình thành nên hay là tách ra các dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay. Từ thân nhì sau chúng ta có dây thần kinh mũ và dây thần kinh quay. Từ thân nhì trước ngoài chúng ta thấy là nó sẽ tách ra dây thần kinh cơ bì và rễ ngoài của dây giữa. Từ bó trong nó sẽ tách ra rễ trong của dây giữa, dây thần kinh trụ, dây thần kinh bì cẳng tay trong, dây thần kinh bì cánh tay trong. Ngoài ra thì còn có những cái nhánh nhỏ đến chi phối cho các cái cơ ở cái khu vực vùng vai nách. Được chưa ạ? Vậy thì các cái dây này nó sẽ chi phối cho cái vùng chi trên của chúng ta như thế nào? Thì đây chính là cái diện chi phối về vận động, còn đây chính là cái diện chi phối về cảm giác. Về vận động thì thứ nhất đó là dây mũ sẽ chi phối cho các cơ ở vùng vai. Dây cơ bì sẽ chi phối cho cơ ở vùng cánh tay trước. Dây trụ và dây giữa sẽ chi phối cho các cơ cẳng tay và bàn tay ở phía trước. Còn dây quay sẽ chi phối cho các cơ vùng cánh tay sau, vùng cẳng tay sau. Còn lại chi phối về cảm giác thì ở đây chúng ta thấy là đây là diện chi phối của dây mũ này. Diện chi phối của dây bì cánh tay trong, bì cẳng tay trong, dây cơ bì. Đây là nhánh của dây cơ bì. Còn đây là phía sau này là của dây quay. Dạ. Các bạn về các bạn sẽ tham khảo thêm ở trong tài liệu của chúng ta. Các dây thần kinh gian sườn đi trong các khoang gian sườn để chi phối cảm giác ở vùng ngực của chúng ta. Chi phối cho các cơ gian sườn. Thế còn lại đó là đám rối thần kinh thắt lưng. Chủ yếu được hình thành bởi các nhánh của dây thần kinh thắt lưng 1 cho đến thắt lưng 4. Và các dây thần kinh thắt lưng, cái đám rối thắt lưng này nó sẽ tách ra các dây chính như sau. Thứ nhất đó là dây thần kinh chậu hạ vị và chậu bẹn. Đây, dây chậu hạ vị và chậu bẹn đi vào vùng thành bụng trước bên để chi phối cho cái vùng thành bụng trước bên của chúng ta. Dây thứ hai đó là dây thần kinh sinh dục đùi. Gọi là sinh dục đùi vì nó sẽ chi phối cho vùng bộ phận sinh dục ngoài và phía trên đùi. Dây thứ ba đó là dây thần kinh đùi bì ngoài. Gọi là đùi bì ngoài thì chúng ta biết diện chi phối của nó rồi, đúng không ạ? Bì tức là da. Tức là gì ạ? Dây thần kinh chi phối cảm giác cho da, đúng không ạ? Dây tới da đó chính là các dây cảm giác. Dây thần kinh đùi, đây là dây lớn nhất của cái đám rối thần kinh thắt lưng. Nó chi phối cho các cơ ở vùng đùi trước, chi phối về mặt cảm giác cho đùi trước và đùi cẳng chân xạ, đùi trước và cẳng chân phía trong của cẳng chân. Còn lại đó là dây thần kinh bịt và dây thần kinh bịt phụ. Dây bịt thì chi phối cho các cơ ở vùng đùi trong, chi phối cảm giác ra mặt trong của
Dạ. Động ở đây là diễn chi phối với cảm giác của cái đám rối thần kinh thắt lưng. Với dây thần kinh đùi thì nó chi phối chủ yếu các cơ ở vùng đùi trước. Còn dây thần kinh bịt thì chủ yếu chi phối các cơ ở vùng đùi trong. Còn chi phối cảm giác thì đây là diện chi phối của dây thần kinh đùi bì ngoài. Màu xanh này là của dây thần kinh đùi. Cái phần trên này là dây thần kinh sinh dục đùi. Còn đây là dây thần kinh bịt. Dạ. Vậy thì về nhà các bạn sẽ đọc kỹ cái phần chi phối này, đọc thêm cái phần chi phối này nhá. Còn lại đó là dây thần kinh cùng cụt. Với cái đám rối thần kinh, xin lỗi, với cái đám rối thần kinh cùng cụt này thì chủ yếu đó chính là dây thần kinh tọa hay là dây thần kinh hông to. Phần này chúng ta sẽ có cái ca lâm sàng của chúng ta ở buổi sau. Cho nên là các bạn về các bạn đọc lại và các bạn chuẩn bị những cái câu hỏi cho cái ca lâm sàng sau nhá, và đọc thêm về cái đám rối thần kinh cùng. Được chưa ạ? Thế như vậy thì cô đã trao đổi với các bạn về toàn bộ về cái phần hệ thống thần kinh của chúng ta. Trong cái bài này các bạn có phần nào các bạn trao đổi thêm không ạ? Nào, các bạn có phần nào muốn trao đổi thêm với cô về cái nội dung hệ thần kinh không? Nào, các bạn có nghe thấy cô nói không? Chắc là không có ai hỏi ở đâu rồi. Nếu không có câu hỏi gì thêm thì chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn.